Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Huỳnh Gia Anh. Mình vừa mới học xong lớp 11 tại trường Trung học Phổ thông Dòng Ống Tố, quận 2. Hồi sáng này mình mới vừa đậu visa đi du học Úc. Mình hên một cái là mình không bị phỏng vấn. Với lại qua Úc mình sẽ học lại chương trình cấp 3 tại trường Australian International High School. Mình muốn đi du học Úc là tại vì Úc gần Việt Nam, với lại khí hậu thì cũng không quá khắc nghiệt. Ba mẹ cũng khuyến khích cho mình đi du học, mình có tương lai hơn. Trong quá trình mà mình làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì mình làm hồ sơ với chị Huệ. Chị hỗ trợ cho mình, mẹ mình, tất cả những người trong nhà mình rất là nhiều. Tại vì mẹ mình cũng hay lo lắng nên chị cứ an ủi, xong rồi chị làm hết sức của mình và hỗ trợ hồ sơ cho mình. Sau khi mình làm hồ sơ ở du học Tân Đại Dương, mình cảm thấy công ty này rất là tốt. Nếu như các bạn muốn đi du học mà không biết phải làm hồ sơ ở đâu thì mình nghĩ các bạn chọn công ty du học Tân Đại Dương, tại vì chất lượng ở đây 100% như là mình đã nói. Nếu như các bạn nào muốn qua sau này qua Úc học ngành dược giống như mình thì mình khuyên các bạn là nên học tập ở Việt Nam cho tốt, điểm số cho cao một chút để lãnh sự quán nhìn vô thấy ok, đỡ phải bị phỏng vấn giống như mình. Nếu mà các bạn nào có ước mơ muốn đi du học giống mình thì mình chúc các bạn thành công.